Ủa sao mua có trái vậy? Thì hai người thì mua hai trái đi. Sao mấy chị ăn trái mới người tin? Trời ơi. Ông bác ơi có nghe không? Ăn rồi còn mua đem về nữa cả nhà ơi. Rồi bây giờ lên xe đi tiếp cả nhà ơi. Xem gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Hôm nay là Tâm Tâm bây giờ đang ngồi trên xe nha. Hôm nay thì Tâm đang trên đường chở hai phu nhân, hai mẫu hậu đi chợ. Và Tâm sẽ quay video gọi là sắm Tết 2023 cho cả nhà mình xem nha. Để coi bữa nay hai người sẽ mua cái gì đây. Rồi bây giờ thì mình đang chờ bà mẹ quê với lại bác năm của mình đang đi vô tiệm mai. Hai người đang đi bộ từ từ đi vô tiệm mai, tại vì cái hẻm ngay chỗ này nè mình chạy hơi yếu nên không dám chạy vô, không dám vô rồi họ không dám đi ra. Đây là bên khu dân cư bên An Khánh, gần chợ An Khánh nha. Hôm nay mình đi xe của bác Năm, lái xe bự luôn. Trước giờ mình lái xe nhỏ của mình đúng không, hôm nay lái xe bự luôn. Mẹ quê ngồi đằng trước với Tâm Tâm. Trời ơi, quay lén mà dám dám quay lén tôi ha. Ừ, rồi tôi. Giờ đi đâu tiếp đi. Thì đi. Giờ Tâm tới chợ Cái Khế rồi cả nhà ơi. Ghé trước tiên là ghé shop hiện tại quen thuộc. Rồi bà mẹ quê hay mua đồ ở đây. Nay nhớ trả tiền xe ôm cho con nha. Chị ơi em nói câu cân bằng, nó đâu có ôm đâu mà trả tiền xe ôm chị. Ngồi mà đâu có ôm. Không có ôm gì đâu mà trả tiền xe ôm. Chừng nào xe ôm mới trả tiền xe ôm. Vậy đẹp quá. Cái này gì? Lụa gì á. Được đẹp không? Nó dễ thương em chọn rồi đó em thấy được. Cái hồng đen này cũng đẹp nè chị. Bữa nay là đừng nói bà chỉ thêm số quắc này nè. Có năm cái nào mà mẹ con chỉ cho mình trừ ra. Ừ đúng rồi đó. Ê đừng vô duyên vậy nha. Cái nào bà chỉ là mình nó thôi. Mẹ cái này đẹp nè mẹ. Cũng đẹp, cái đó cũng đẹp luôn. Ừ cái này thôi phượng chốt cũng đẹp thôi. Thôi thôi vậy không đẹp, xấu quá. Không thèm chỉ nữa. Thôi cái đó cho phượng chọn đi, tôi không thèm. Không thèm hả? Thèm thôi. Ui cái nào mà dạ đóng. Trời, đó là mấy tuổi mà cái đời trẻ măng 18 hoài. Dạ đóng. Nó hồng. Thấy sao? Thấy không có được ấy lắm. Lâu đó con cũng không thích lắm. Thấy không có thích lắm. Ở ngoài kia còn to không con? Ngoài trước á. Dạ có, nhưng mà bông nó bông cũ. Quá trời bông. Cái này von để may đầm. Cái này may maxi đẹp nè cả nhà. Ở ngoài rất là nhiều mẫu luôn. Bạc ngàn mẫu. Cái mẫu ngon mà đẹp. Cái này có bông chưng nè. Cái nãy con mới vô con thấy có bông chưng ngon cũng đẹp lắm. Cái bông chưng không đắt khổ. Cái này. Gì cây cái trắng đen bên đây nữa, ba hai cái trắng đen sắp lên đó. Ừ, hai cái đó luôn. Cái này nghiên cứu chị gái. 80 cơ. Ừ bữa nay mình cái này mình tính mua cái này mà hết nè. Ừ, đúng rồi đó, mình tính mua cái nổ đó mà hết. Cái này máu đầm đẹp. Ừ. Cái này đẹp cái áo. Ê cái này ngoài áo có được không? Nè. Ừ. Cũng đẹp nè, bữa hôm nay nhớ có thích hết. Mình tính lấy nè mà không đủ á. Phải nói không? Ờ, nó đó. Con này nè, con này cũng có duyên lắm nè. Được. Lên áo sợ nhiều bông quá à. Hay là mấy đồ bộ đi. Con nói nhiên hết. Cũng 60 nè. 60, 60 nè. Tăng lên 20 cho nên cho con hay nín hình đi. 60 nè. Bông này thường hay có mấy màu hay gì á. Nè. Bông này nè. Lấy cái mình. Lấy cô hai thứ này đi. Lấy hai thứ lên chị. Cái này. Ừ. Lụa nó nhẹ. Ừ, lụa nó nhẹ.
Áo dài, bông áo dài nè. Hai đại ca sẵn giải. Cái này khúc 140 rồi hả con? Dạ đúng rồi. Này đủ áo không? Tại áo đó mà. Dạ, sao cái này nó mắc vậy ta? Dạ, tại vì giả nó giả nhờ. Kêu ăn cái gì? Kêu bằng lỗ pha, lỗ phi. Love story. Trời ơi, còn bà đặt love story như chưa hả? Câu chuyện tình yêu. Love story. Mấy cái mẫu von này mình thấy rất là đẹp luôn nè. May váy maxi rồi đó. 470 thôi. Đẹp ha. Nhiều màu ghê ha mẹ. Đó, bà mẹ quê coi nè. Trời gần Tết thì cái gió nó mát mát. Gió dạ. Đây ở ngoài đường Nguyễn Đức Cảnh là cái nhà chạy thẳng từ hướng đó vô, từ nhà lòng chợ cái thấy vô là tới cái tiệm ở đây luôn, phía bên tay phải luôn. Còn đi từ hướng ở bên Trần Phú qua là phía bên tay trái nha. Ở bên đường cũng có một shop nữa nè. Đây mình đang đậu xe nhờ ở đây nè cả nhà. Đây là đường Nguyễn Đức Cảnh nha. Đó. Khung cảnh chợ cái khế một buổi chiều cuối năm gần Tết rồi. Gió mát chưa? Gửi hết mọi thứ ở đây. Rồi đi theo hai đại ca. Hai đại ca đi vô chợ nữa. Trời nó dụ vô nữa rồi đó hả? Nó dụ vô nữa rồi. Trời cái giải Tết kìa mẹ. Đâu giải Tết đâu? Không không, cái này giải này trẻ trẻ thôi. Ôi thôi cho con. Quá trời giận hực luôn rồi nè. Thôi cho con á. Lụm đi. Hai con đi giải Tết. Con lấy. Vô đại đi. Vô quậy à. Vô quậy đi. Vô quậy hoài có đuổi chạy. Trời. Vô đại đi nè. Lụa văn gỗ, mai mấy cái đồ. Lụa văn gỗ. Lụa dân gỗ. À dân gỗ. Lụa dân gỗ phải không? Gỗ là này nè. Vô, vô đại mai nằm nghỉ hay gì mai? À gì mai thấy vắng, mai nằm chơi nghe. Con vô đi. Dạ dạ. Trời ơi mấy cái mẫu Tết nè. Dạ. Chị. Cái mẫu này là mình bán thước nhiêu vậy mai? 120 thước con. Dạ 120 ha. Cái này đẹp nè. Dạ. Nó mai áo Tết đẹp á. Cái giải của họ là giải nào vậy? Siêu bằng cái gì siêu nhung gì đó chị. Nền đen bông trắng mà bông nhỏ nhỏ là von hay là lụa. Siêu nhung gì vậy bữa hổm mà có luôn, siêu nhung màu hay là bông gì? Bông đen bữa hổm đó người ta đòi mua cái khúc đó đó. Nhà Tây. Chị chúc ướm giải Tết lên cho mọi người coi. Đại chục cái đem về đi. Có mai có đào. Chục luôn. Đại chục cái. Dạ 80. Đây. Đẹp quá ha. Dạ. Hai thước rưỡi. Trắng đen. Đi vậy. Chục rồi, cắt chục luôn. Cắt đại chục đi, chục luôn. Ừ. Làm chục luôn. Có nhiêu tiền đâu. Gì? Nhớ dân hồi lần nó bán thịt mà chưa không có ai gì. Cô Phượng ơi, mua thịt gì mua. Ừ. Năm, cái này mấy áo lẻ đẹp đó năm. Là, làm một hơi người ta lại người ta cắt. Nó, cái bông nó không có nhiều mà nó giải nó cũng nhẹ nữa. Dễ mà, có năm bước đi. Cái đó là mình hàng tầm á. Dạ. Con thấy nó mềm nó nhẹ. Mở đại nó không gì? Có bóng nữa. Một con... ô gì của nó là 2 thước. Cái này kêu vẫn gì đó. Nè, cái đó hàng tạp cái mình đó là. Ủa cái này là nhiêu tiền? Một ô gì của nó là 300.000 á gì. Có hai cách may, mái áo dài cũng được, áo đầm cũng được, áo lẻ cũng được luôn. Cái giải này mặc mát nè. Mà nó mềm.
mấy mét là tới 300. Một ô gì là 2 phút là 300 ngàn. Dạ. Cái này nó đẹp. Nó không có nè, màu ha, nó màu trắng. Mình nó đòi cái này nè. Nhiều lắm. À, bữa hổm quay chứ. Cái này nè. Trời ơi, vậy đấy. À, sao mà giải đẹp đẹp màu, lắm. Màu tím đẹp gì mà sao? Cái đó là cái gì? Cái đó là lụa này luôn nè, lụa dưới đây này luôn. Dạ. Dạ, bông đẹp đẹp không? Lụa thì mấy đứa mà vẫn đồ bộ nó không có rút mồ hôi. Con thấy người ta cũng chịu dữ lắm luôn, người ta nó mát mà không nhăn nữa. Người ta mát nhưng đâu rút cái nào chỉ đi. Dạ. Đừng có đổ mồ hôi. Mình thử thì đừng có đổ mồ hôi. Đừng có mặn cái gì hết trơn. Ở không đi. Đúng rồi. Đúng rồi, kiểu này là cái này là gì? Cà phê, cái đầu bon. Dạ. Không. Ăn phở. Người gì dạ, con để bên kia này. Một người tiền con, người tiền xe ôm nha. Đúng rồi. Kiểu này bán xong chục khúc giải không? Lên luôn. Không có đâu khúc nhiều. 300 nó gì? Lên luôn. Nó có ô sẵn sao, rồi. Sao có nào đẹp không? Nào khúc 300. Tại vì cái này nó vô ô là ô 2 thước hết. Nè. Mẫu lên con cái nào cũng đẹp hết trơn. Cái này cũng đẹp mà Tì. Thôi vào nó không thích. Có hai màu lận, một cái màu ngọc với một cái màu lý. Màu lý là màu nào? Màu lý, màu ngọc. Đó, đây này cũng treo nè. Này gì? Hai màu xanh. Thôi, màu xanh không đẹp. Hay là vàng vô cải đi. Mà cái này bớt đi hay lấy không ơi. Ừ. Ông chịu bớt. Có bớt chắc phải lấy. Gì mở hàng chiều đó. Dạ. Ừ. Chị màu này dễ thương chị nè, màu này cũng sang nè. Ừ, màu này lên áo được nè. Sang nè. Sang nè. Áo lẻ được, áo đầm được, áo dài được. Thôi, không ăn giờ. Đại chục khúc đi. Ừ. Mẫu đây. Không phải tại nó có ô sẵn hết trơn cái gì. Chục khúc. Gửi xe mãi đi chút mà lâu lên ta gầy nữa. Cái không đâu trời, xe nè ai cũng quen. Quen thiệt nhưng mà bây giờ đi nhanh rồi. Bây giờ mình đi ra lâu sợ người ta không có gì. Cái áo cái kế đó này nè, này bán mặt đẹp nè. Dạ. Đừng kế có đó trời. Không có đâu nhưng mà coi thử đi, đẹp không lắm. Có, Kim Tiến không có chơi. Cái này nó kế sẵn luôn á. Chớp chớp. Sao lụ gì quá. Người mẫu này ốm gì mà không đẹp. Liền dữ lắm nó nặng hơn. Không phải là rồi, cái coi thử công ty của em nha. Dạ. Đây. Sao rồi, con ai có coi clip có thấy đó. Thì mình đẹp không? Đẹp. Quay quá đó. Nhiều luôn mà. Lấy con đi bán. Nó đẹp á. Ừ. Con thấy cái màu dưa cải hồi nãy đó. Ừ. Ủa tôi mới thấy nó thấy màu. Nó thấy một màu xuống thấy đẹp lắm mà nó mất tiêu. Cái màu xanh lợt nữa. Cái màu xanh vợt nữa kìa. Xanh đá. Ừ, đó là màu xanh này nè. Hai cái này nè là đẹp. Đâu tháo cái này ra thử coi. Dạ, tháo cho. Người chung thủy với màu xanh quá nè. Tháo hết ra đi gì. Cái này cũng 300. Dạ, cái đó là ô nào cũng bằng giá. Cái này gì mua là dư dữ luôn. Tại vì một ô để tới 3 thứ. Nếu mà mấy ô dài thì là cả bộ. Cái đó 250 một cái áo, cái áo đỏ đậm hơn cái này. Nguyên bộ luôn á hả? Không, cái áo thôi còn nguyên bộ 350 là để con rút liền cho. Nguyên cây bên đây nè. Ừ. Thấy không Tì? Thấy. Cái khúc này nhiêu? Cái này là nguyên bộ của nó, nguyên ô vậy là 350. Mình lấy cái này là con đổi vô đi chứ ơi. Cho mình biết chính xác không? Đâu. Vì cần màu đậm hơn một tí. Đậm. Và ok vậy đấy. Cái này giải mà để mai tay. Dạ. Mà không, để mai đồ bộ nó ơi, tự nhiên cái vảy vảy tuyết mà có. Em thấy chị Trúc hay đăng lên nè. Nó sần sần đó. Tím hoa cà. Trúc con nói lại khúc nãy như 3 thước hả? 350, 3 thước. Ừ mới nói nãy 300 giờ nó 350. Không, 350 là nguyên một cái ô nhé. Ê cái áo này, cái này có bông rung rạng không con? Không thì cái đó đẹp. Rung không? Có còn bộ đồ. Bộ đồ 2 mét. Cái này đẹp, cái này đẹp. Hai cái này cũng đẹp chứ gì. Vậy chắc mấy cái cúc nhí nhí. Cái này cái này cũng đẹp đây. Cái này mình nhìn thấy đẹp. Ô mà chịu với cái nhí nhí nhí. Cái nhí nhí đẹp đó đó đó. Cái nhí đẹp đó. Cái nhí đẹp đó. Ừ, cái nhí đẹp đó. Không, cái nhí đẹp đó. Cái này cho con còn cái bộ. Nè, cái bộ này cũng đẹp nè. Ở bác lấy bộ này đi. Thôi bác cái đóng rồi kìa. Trời ơi, mua cái đóng rồi có thêm bộ nữa rồi có làm sao. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Ủa. Cái này là 2 mét. Cái đó tính bộ được rồi. Tính 2 mét. 2 mét thôi. Ừ. Cho coi cái bông nó đẹp. Nè, bông này có dây thì dễ thương đó. Lên hay lên màu, lên màu đẹp, lên bộ đẹp. Lên màu. Quýnh hết trơn. Lên màu, nó quýnh hết sợ ai người ta nói hết. Lên màu. Đẹp lắm. Tại thấy mấy cái màu này ngọt quá, cái màu xanh với màu cam nè. Nhiều màu lắm. Cái còn bên kia nữa kìa.
xanh biển, trắng, cà gót non. Cái này may gì kìa? May đầu bộ, may áo lẻ, áo sơ mi. Này may gì? May đầm, 1m120, hổ được 1m6. Màu vàng này đây. Dạ đúng rồi. Mà nó màu dưa cải á. Chị mới chỉ cho con coi. Đẹp, để tay thử cái gì nhìn thấy cưng lắm. Nè. Trong áo coi được. Thấy rồi, nó là cái tay lên nền mà. Không mà hình như thấy gì với bác là thích mà to này phải á. Thấy lần nào muốn đi kiếm to. Ai, sao một hồi lạc chơi đi vòng vòng cái là quay trở lại chị Chút nữa. Ông đẹp mà ông bán mắt quá nghĩ. Dạ. 8m nhân cho 180 bằng 1.440.000. Dưới cái này 80 là bán thiếu hết. Trời ơi, sao không bán hết chắc không trả được. Đây đây. Mua là chị Chút bán thiếu hết. Bà biết sao không? Ghi âm lại hết rồi nha. Tại vì vốn của bà chủ Chút Chút lính chứ bán láng chứ. Chắc không có trốn khỏi chủ. Chủ ra khỏi cửa là chủ sắm áo. Ông đi rồi, bà chủ đi rồi. Mua điên bán thiếu hết luôn. Tại vốn của bà chủ. Vốn của bà chủ ha. Bác có cái quần đen với quần sánh kỳ mặc vô đẹp. Dạ cái đó hai thước mà. Thì muốn lấy. Dù có thiếu đi chăng nữa mình sẽ làm. Hay thiệt. Nè. Chim hạt 300.000. Một ô luôn nè. Bình thì nó hơi. Bác có mày gì cũng được chứ. Hai thước luôn. Đâu coi cái chất nó ra sao. Cái lụa Thái Tuấn. Lụa Thái Tuấn. Lụa Thái Tuấn bán thiếu hết trơn luôn rồi đó. Bà chủ ơi, bà chủ. Nó dụ tôi là bà chủ. Thầy tôi nói gọi là mua đi con bán thiếu hết. Cái áo nó không đụng hàng luôn. Nó dụ thôi. Nó dụ tôi. Thật sự là bác mặc vậy mới thoải mái mà có giãn nữa. Đúng rồi. Êm lắm. Lựa cái chúng khóc luôn ta. Đâu? Làm gì có lỗi được. Dạ, không có đâu. Mà nhiều màu đẹp, có màu sô-cô-la này bác mặc cũng đẹp nè. Bác thích này đi. Dạ, để con cầm cho con ship cho. Thử coi cái này đại. Ừ, coi cái này. Bác mở đại ra đi. Đúng rồi. Thôi bác cháu sao kiếm hộp bích thôi. Trời ơi, bươi ra hết đi, bươi hết đi. Thôi, bông nhiều quá. Cái này hình ở trong thế này ra nó nhiều bông quá. Ừ. Thấy Tuấn đợt này ra bông nhiều quá. Tùy theo đợt á. Cái này màu này ra bông đẹp lắm. Màu này thì được mà cái bông này cũng nhiều quá, mình phải cắt bớt khúc dưới. Áo lẻ thôi. Cái này nó đẹp nè bác. Không. Đừng chê, đừng đưa tôi mấy cái màu nhiều quá. Đúng không? Cái này con phút rồi còn được ha. Cái này con không biết bông nhiều hay ít nữa. Nhiều. Mà lên tới trên này rồi. Để đâu coi thử cái này lên nào. Thì nó đó. Phải không? Khác mà. Coi thử ha. Ôi, cái bông ở trong bông dề lắm. Này dễ dễ. Thử không, mình cũng cái này cũng không phải là nhiều bông mà cái bông nó dài lên. Nó không phải là nhiều. Sen này là sen vàng. Sen mà có lúa nó là bao miền Tây luôn. Bao chữ miền Tây luôn. Nhìn lúa chết mồ. Trời miền Tây mà, chữ miền Tây luôn nhìn nè. Lúa chết mồ luôn. Có một lúa với một lá nè. Sen. Chữ miền Tây luôn. Trời. Mấy cái lúa nhí nhí vậy đó nè kìa. Có luôn tài đó, muốn khoan tài gì được hết luôn. Trừ tiền. Con hả? Ổ trời ai cho? Con đang làm lãnh lương gì lại đây nữa là coi như chưa bớt thằng con cuối. Nè bác coi đi, con coi còn nào nữa lấy đây quan tơ nè. Ừ cái màu đã gì. Trời ơi. Cầm mà chưa ai rồi. Chưa tiền ra. Của này chào nè. Bà mẹ quê. Rồi. Bà mẹ quê gì? Bà mẹ này bà mẹ si tin chứ quê cái. Ai cũng nói câu đó mà tại vì em kêu vậy đó. Bye. Rồi. Vậy em về con về gì má ơi. Nó nói bà mẹ. Tết này gắn hả? Bà mẹ. Bà mẹ. Bà mẹ. Bà mẹ. Bà mẹ. Dạ. Đang nói bà mẹ si tin nghe nhẹ nhàng nói bà mẹ si tin. Kêu bà mẹ. Nó nói mẹ quê quá à, nó kêu mẹ quê phải. Bà mẹ này sợ. Về còn đựng đựng nó thuốc giải nữa. Con tiếc phải không? Trời con về gì mà. Con về vậy. Cái này tóm lại rồi có mập đâu mà than. Trời ông này tôi càng lại càng phù ra. Có hai chị đây. Lịch trình tiếp theo. Đưa một bịch đi con sách. Rồi bây giờ lên xe đi tiếp. Mẹ ơi. Giờ mình vô ăn bánh bèo nha cả nhà. Hỏi gì nó vậy? À? Dạ quay review chút xíu. Ủa ngồi đây hả? Cái cây có tài. Giờ ba người đi vô ăn bánh
bánh bèo gửi cuốn đây. Kỹ quá, cho mẹ rửa tay. Quán bánh bèo Lê Lai rất là quen thuộc luôn đó cả nhà. Bữa nay quán gửi cuốn đây, có hai người đây. Về cho bánh canh chay. Có bánh bánh tầm mì của năm cũng ngon. Bánh tầm mì ngon hết. Rồi, cái này đi ăn miễn phí luôn. Gỏi cuốn nha. Ba cuốn số 7. Chú ngoại hỏi nha, quay gì đây? Nay mình ăn gỏi cuốn nha. Thường ngày thì mình hay ăn bánh bèo với lại bánh tầm mì ở đây. Đừng quay tôi nha. Dạ. Đang nha nhốt nhép. Con quay con. Đang nha nhốt nhép. Ăn rồi còn mua đem về nữa nè cả nhà ơi. Đây là đường bánh bèo Lê Lai quen thuộc, rồi lên xe về thôi. Giờ mình ghé shop trái cây Bảo Yến. Hai đại ca lại vô đây mua gì đây không biết nữa. Đợt này thấy nó to hơn nha. Đợt này cái này to. Cái bên này nhỏ hơn chút. Shop có nhiều trái cây rất là ngon. Về cái này là hai nhà mình ăn chứ một nhà đâu có hết. Có năm lựa cái nào ngon là thì bác ăn cái. Ừ. Cái này diễn gì? 29 nha. 59 ngàn hả? Ừ. Lấy mấy dĩ đi. Ở nhà còn mấy dĩ? Nhà còn 2 dĩ. Mình thôi mình mua 1 dĩ nữa đi rồi nữa hết mình lên đây mua. Dạ cái cải cái này kêu bằng bông cải mà cái cọng á. Ăn nó ngon nó ngọt lắm. Chị lấy 2 cái đi. Ngon quá em. Ừ, có rau gì? Cái này khó ăn quá. Cải heo. Cải heo. Trời ơi, cưng chứ nè. Ừ, cái đó. Cái cưng ha. Cái cưng. Cái cưng ha. Cái cưng ha. Sức ăn cái bự ở đây hả? Nó nằm hỏi mà con không biết đường trả lời. Cái nhỏ đi, tại vì bữa hả mình ăn cái nhỏ nó ngon. Bữa nay cái bự không biết nó có ngon không. Mình không biết. Phải không? Thử. Cái bự. Ừ. Ai biết, tại vì em có nghĩ là bé hỏi mà không biết đường trả lời luôn. Họ cherry nè. Sum đào. Nhìn đẹp quá ha. Nhìn đây nhìn mấy trái cây nhìn đẹp đẹp nè. Thôi mua bông cải cho nó ăn được rồi. Nè nè, hộp này 150 không em? Hộp này đúng rồi chị. Hộp này đi cho nó ăn. Nó thấy tàn dầu lắm. Đóng cái hộp nó lớn tè. Mua mấy chai? Trái. Ủa sao mua có 1 trái vậy? Ủa, hai người thì mua 2 trái đi. Ủa, sao hai người ăn trái mới người tin? Trời ơi. Chừng. Ông bác ơi có nghe không? Ăn 1 trái mới là tin chứ ăn 2 trái. Ông bác ơi có nghe không? Quá đi. Quay người mẫu lựa đào. Cái nào đào không em? Trên xe quên nói rồi mẹ quay đường đi cho cả nhà mình coi. Cái này là mẫu, cái đó là mẫu. Cái này
Ủa sao tí xíu vậy? Cái đó nhiều, cái đó là tí xíu vậy? Cái đó nhỏ, cái đó tí xíu vậy? Đông trùng hợp cơ là sao? Cái này, cái này về nấu canh nó cũng được đó. Nấu ừ. Súp đó, bỏ vô súp nó bộ. Cái này là gì vậy? Chị để xuống giùm chị. Cái này gì? Tắc đường. Tắc đường 59.000 hả? Chắc nó ngọt quá. Tính đó ngọt. Thấy cưng chưa cả nhà? Nho hổ đơn nè. Thôi dạ qua tính tiền đi. Đi bịch táo em cầm. Đi, mẹ cầm.